có thể ở thế gian hiện tại này. Thế gian này là nói xã hội ngày nay. Phật biết 3.000 năm về trước, Đức Phật đã hiểu rõ thế giới ngày hôm nay là như thế nào. Ở thế giới này, quý vị còn có thể đoan tâm chánh ý, không làm các việc ác. Các việc ác là gì? 10 ác. Quý vị ở nơi thế gian này, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không vọng ngữ, không hai lời, không ác khẩu, không ỷ ngữ, không tham, không sân, không si. Quý vị không làm những việc ác này. Ở đây phạm vi bao hàm rất lớn, không có tự tư tự lợi, không hám danh văn lợi dưỡng, không tham hưởng thọ ngũ dục lục trần, an phận giữ mình. Đây là người có đức. Người bình thường không thể làm được, rõ ràng quý vị có thể làm được. Phẩm hữu trùng trùng hối miễn, đây là phẩm thứ 36. Phật dạy nhược tào tác thiện. Nhược tào này là lời nói của thời xưa, nghĩa là quý vị hoặc là mọi người quý vị. Mọi người quý vị làm thiện, làm việc tốt. Sao nói bậc nhất? Cái gì là bậc nhất? Nghĩa là quý vị làm thiện, thiện nào là bậc nhất? Đức Phật đã dạy nên tự đoan tâm, nên tự đoan thân, tai mắt mũi miệng đều nên tự trang nghiêm. Câu này chính là câu phía trước nói trang nghiêm tâm ý, không làm điều ác. Tâm nên đoan chánh. Tâm như thế nào mới được gọi là đoan chánh? Tâm niệm Phật A Di Đà chính là đoan chánh. Vậy thì chúng ta biết, nếu như chúng ta quên mất Phật A Di Đà thì tâm của chúng ta là tà, chứ tâm không chánh. Chúng ta niệm Đức Phật khác thì sao? Niệm Đức Phật khác tâm cũng đã lệch, không thể nói là tà. Quý vị đã lệch, phương hướng của quý vị đã lệch. Mục tiêu của chúng ta là về thế giới cực lạc, là đi theo con đường này, quý vị đi lệch qua một con đường khác. Cho nên chỉ có Phật A Di Đà, trong lòng chỉ có Phật, đây gọi là chánh niệm. Chỗ này thật quan trọng. Một hướng chuyên niệm chỉ có thể có một phương hướng, không thể có hai phương hướng. Chúng ta muốn đến thế giới cực lạc, thế giới Tây Phương cực lạc, lại còn muốn đến Đông Phương thế giới lưu ly, thì đó là sai. Thế giới lưu ly dược sư Phật, sai rồi. Có lẽ thân thể của quý vị không tốt, muốn dược sư Như Lai gia hộ quý vị, vậy Phật A Di Đà không thể gia hộ quý vị sao? Không muốn đến thế giới Tây Phương cực lạc, có thể niệm dược sư Như Lai. Nhưng muốn đến thế giới Tây Phương cực lạc thì không cần niệm dược sư Như Lai. Chuyên niệm Phật A Di Đà. Dược sư Như Lai nếu thấy quý vị, ngài sanh tâm hoan hỷ, ngài tán thán quý vị.
Thân tâm của quý vị có bệnh không cần cầu, Ngài cũng sẽ giúp quý vị trị lành. Vì sao vậy? Vì quý vị là đệ tử của Di Đà. Đệ tử Di Đà rất quý. Mỗi vị Phật đều hoan hỷ, đều tán thán. Đệ tử Di Đà đấy thật là đáng nể. Tự chúng ta phải hiểu được. Nên có nhận thức này. Cho nên đoan tâm nghĩa là trong tâm chỉ có Phật A-di-đà. Đoan thân, thân chỉ lễ bái Phật A-di-đà. Thấy hết thảy chúng sanh, hết thảy vạn vật, tất cả là của Phật A-di-đà biến hóa ra. Giống như ở thế giới cực lạc vậy. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng không nên rời bỏ Phật A-di-đà. Cho dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, lúc ý nghĩ khởi lên đều là do Phật A-di-đà biến hóa ra. Đều là Phật đến giúp chúng ta, đến thành tựu chúng ta. Nên quán như vậy, nên nghĩ như vậy. Đây gọi là trang nghiêm tâm ý. Tai, mắt, mũi, miệng đều nên tự đoan. Tai là nghe cái gì? Âm thanh niệm Phật. Mắt là thấy cái gì? Là hiện tướng của Phật A-di-đà. Tất cả cảnh giới của mắt thấy được đều là do Phật A-di-đà hiện ra. Miệng niệm Phật. Mũi là hô hấp. Có người dùng hơi thở để nhiếp tâm. Mỗi một hơi thở là một câu Phật hiệu. Đây gọi là tự đoan. Cũng là điều Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta. Đơn nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Nên tự đoan tâm, nên tự đoan thân. Tai, mắt, miệng, mũi. Thêm thân ở phía trước là 5, lại thêm tâm là 6. Đây không phải là đơn nhiếp lục căn sao? Câu này dạy cho chúng ta làm thế nào để đơn nhiếp lục căn. Ở đây đã hiểu rõ. 6 căn đều là Phật A-di-đà. Ngoài Phật A-di-đà ra không còn có một thứ gì khác.
Yeah.